Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện cuối tuần trên kênh VTV9. Hôm nay chúng ta gặp ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ. Vĩ, hôm nay cái chủ đề của chúng ta hơi gay góc một chút. Đầu tiên thì em xin chào anh đạo diễn Lê Hoàng. Chào tất cả khán giả đang xem chương trình của VTV9. Tôi lại biết cha của Vĩ, đó là nghệ sĩ Nguyễn Xanh, đúng không? Thì trước tiên đó, xin Vĩ giới thiệu một chút, gọi là cái lý lịch nghệ thuật của mình. Trịnh Tư Vĩ là một ca sĩ và hiện tại thì Trịnh Tư Vĩ đang là một ca sĩ độc quyền cho công ty TNT Entertainment. Tính đến hôm nay thì Vĩ đi hát cũng đã được 11 năm rồi. Trịnh Tuấn Vĩ là tên thật hay là bí danh Vĩ? Dạ, tên thật của em là Nguyễn Quốc Tuấn. Dạ, cái Trịnh Tư Vĩ là một nghệ danh thôi. Vĩ vào nghề ca hát ấy là qua trường lớp hay là tự thân? Xuất phát điểm của em là em học ngành quản lý khách sạn. Trong lúc đi học ngành quản lý khách sạn thì em cũng đã làm album. Rồi sau đó thì bắt đầu cái đi hát. Rồi từ từ thì bị cuốn theo. Vĩ, cái bài mà hit nhất của Vĩ là bài nào? Nếu mà nói về cái bản hit nhất của em mà được các khán giả nhớ nhất là bắt đầu từ cái album Trèo Cao Té Đau. Trèo Cao Té Đau. Dạ. Thì trong đó thì rất là nhiều bài hay. Thì ngoài cái Trèo Cao Té Đau ra thì em còn có những cái bài giống như là Đâu Chỉ Có Mình Em. Và cái bài mà đóng đinh của em á là đó là cái bài Chọn Sai Con Đường của nhạc sĩ Khánh Đơn. Hiện nay thì Vĩ chỉ sống bằng nghề hát thôi hay còn cái gì khác không? Trước đây thì em có kinh doanh một cái quán, đó là quán hủ tiếu Nam Giang với bò bistec. Dạ, nhưng mà bây giờ thì công việc nó bận quá thì em không có làm được nữa. Thì em đã giao lại cho người chị của mình. Thật ra chúc mừng, bởi vì đối với một người nghệ sĩ á, thì không có gì mừng, không có gì vui bằng là bận, đúng không? Bởi vì nghệ sĩ thì sợ nhất là rảnh. Nếu mà bận có nghĩa là khán giả cần mình, các cái sân khấu cần mình, thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nói như thế này, chương trình của chúng ta đã nói về nghệ sĩ và quá khứ. Và quá khứ của Vĩ thì cũng nói thẳng luôn là có một vấn đề. Gia đình cũng biết, bạn bè cũng biết, nhưng còn báo chí hoặc là dư luận thì biết đến đâu thì cũng chưa biết. Nhưng mà cũng có nghe rằng đó thoáng, thì hôm nay có lẽ chính Vĩ sẽ nói ra. Thì nghe đồn là có một thời kỳ Vĩ có hơi dính vào nghiện ngập, đúng không? Dạ, không phải là hơi dính mà dính thẳng luôn. Kính hẳn luôn. Thì Vĩ có thể nói là dính năm bao nhiêu và dính ở mức độ nào không? Tuổi trẻ thì nó cũng có một cái lúc nào đó nó bồng bột. Dạ, thì em dính vào ma túy đá. Ma túy đá? Dạ vâng. Ma túy đá thì việc có thể nói theo khoa học một chút không? Heroin hay là cocaine? Nó là amphetamine. Amphetamine. Dạ, tên của nó là amphetamine. Thì nó là một cái chất kích thích, nó sẽ hủy hoại cái dây thần kinh của mình rất là lớn. Khi mà mình chơi thì mình sẽ không biết được cái tác hại của nó như thế nào. Nhưng mà mình chơi lâu mình sẽ bị. Là có nghĩa là nó sẽ làm cho mình cảm giác là nửa thật nửa ảo. Và mình không có kiểm soát được cái con người của mình. Vĩ chơi năm bao nhiêu tuổi? Dạ, em chơi là năm 2009. 2009, lúc ấy Vĩ đã là ca sĩ chưa? Dạ rồi ạ. Đã là ca sĩ rồi, tương đối có tên tuổi chưa? Dạ, em nổi từ 2007. Có nghĩa rằng là ca sĩ có trước, ma túy có sau à? Bởi vì có những người là dính rồi mới lại trở thành ca sĩ. Thì mình cứ tạm chia như vậy đi. Là ca sĩ có trước, ma túy có sau. 2 năm, mà lúc ấy có tương đối có tên tuổi rồi thì mới dính. Thì cái con đường dính là như thế nào? Ma túy nó không phải là một cái thứ bánh mì mà ra ngoài đường bảo cho tôi một cái rồi ăn, đúng không? Cũng thế. Vậy thì thế nào để mình dính? Tự như Lê Hoàng này muốn dính thì phải như thế nào? Bây giờ mình có muốn dính mình cũng chả hiểu. Nó sẽ xuất phát điểm như vậy. Là có nghĩa là mình khi mà em nổi danh là năm 2007 đi ha. Thì lúc đó thì một show của em đi thì nó tầm khoảng một đêm kiếm khoảng 20 triệu. 20 triệu của năm 2007 thì kinh khủng lắm đó. Chị đi ơi, hầu đi vàng đâu có thì nhiều 4-5 triệu một cây mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ thì một đêm thì em chạy khoảng, lúc đó mình còn hội chợ này nọ đó. Thì một đêm mình chạy khoảng 2-3 điểm. Dạ đấy, thì một đêm thì trung bình em kiếm khoảng 20 triệu một đêm. Dạ, thì khi mà mình có tiền sớm quá thì người ta nói là mình giống như con ngựa bất kham vậy đó. Rồi bạn bè rủ rê. Rồi trước đây thì em không có biết chơi cái môn đó đâu. Nhưng mà khi mà em tập được bạn bè đi dẫn cho đi vũ trường. Dạ, cái đầu tiên mà em bị dính đó là thuốc lắc chứ. Dạ, rồi sau đó là bị giống như bị rủ rê vậy đó. Rồi nó nói là ơi mày chơi cái này đi, không sao đâu, không có nghiện đâu. Không có nghiện đâu mà sợ. Vĩ ơi xin dừng một chút. Chơi cái đấy là gì? Hút đốt khói hay là ấy? Mình tại vì mình chưa hiểu cái đấy thì mình chưa biết là làm sao để vào người.
Dạ nó thì nó sẽ có một cái phễu riêng. À. Nó có một cái phễu và một cái ống hút. À. Thì nó sẽ thông qua giống như mình hút thuốc lào ấy. À. Nó sẽ thông qua nước. À. Và nó lên rồi mình hút cái khói của nó. Cái động tác hút đấy có lộ liễu không? Dạ thì mình phải có một cái lửa để mà châm. Thế nếu ví dụ trong một cái vũ trường hay một cái gì đó mà người nào hút là nhìn biết ngay hả? Dạ không. Không biết cái môn đó là mình chỉ chơi ở trong khách sạn hoặc là ở nhà của mình thôi. Chỗ công cộng không làm được. Dạ chỗ công cộng thì không bao giờ mình làm được. Nhưng mà cái tác hại của nó rất là lớn, có nghĩa là sao? Nó sẽ nó gây cái gì? Nó gây được nó cái cảm xúc của nó khi gây ra. Cảm xúc nó anh không bao giờ anh biết được. Nó đã vô rồi thì anh không biết là lúc nào là anh tỉnh mà lúc nào anh mê. Ừ, nhưng mà lúc mê thì mình sẽ có cái tâm trạng ra sao? À, nó phải có cái gì để cho người ta thích nó chứ. Người ta gọi là nếu mà người ta hay gọi là đồ lên á, đồ lên. Đồ lên có nghĩa là tay chân của mình sẽ bị lạnh. Thế hả? Dạ mình lạnh. Mình tay chân mình sẽ bị lạnh hơn người bình thường. Ừ. Là lúc đó là mình đã phê rồi đó. Ừ. Nhưng mình cái thần kinh của mình không kiểm soát được, mình không có biết được mình đã phê đâu. Ừ. Mình cũng vẫn cứ bình thường vậy đó. Nhưng mà mình chơi lâu dần nó sẽ làm cái hệ thần kinh của mình nó sẽ bị teo. Và mình sẽ bị giống như là mình thường những người chơi đá sẽ bị đa nghi. Có nghĩa là anh nói nhưng mà em không có tin anh cái nào hết á. Đấy về trí tuệ. Dạ. Thế còn về cảm xúc và về cái trạng thái là nó như thế nào? Bây giờ một người bây giờ đi ngoài đường nhìn một người phê đá biết không? Dạ biết chứ. Nó sẽ như thế nào? Cặp mắt họ sẽ giống như là chơi đá vào họ sẽ bị mất ngủ, họ không bao giờ ngủ được. Thế hả? Dạ. Có nhiều khi họ chơi cả tuần lễ luôn họ không cần ngủ. Những cái người lâu nay Hoàng thì thỉnh thoảng đọc báo á, cứ thấy nói là ngáo đá đó thì có phải là đó đâu không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là mình sẽ bị giống như là cái dây thần kinh mình làm việc quá mức. Ừ. Là anh không ngủ nghe, anh không có cho nó nghỉ ngơi hoặc cái gì đó. Và cộng thêm cái chất đó nó vào trong người nữa. Ừ. Thì nó sẽ làm cho mình giống như là mình thích làm gì là mình làm. Ừ. Mình không có kiểm soát được cái hành động. Em cũng đã từng bị dính vào cái thời điểm đó. Nhưng mà rất là may mắn là ba em đã kịp thời đưa em đi. Nó là dạng viên hay là dạng nước hay là thế nào? Giống như cái dạng đường phèn của mình ấy. Nhưng mà khi mình muốn chơi nó thì mình phải đặt nó ra. À. Mình phải đặt nó ra thì nó sẽ thành giống như cái loại bột ngọt của mình, giống như mì chính. Mắc tiền không Vi? Hồi lúc trước nó tầm khoảng 300 ngàn mà chỉ có một chút xíu thôi. Nhưng mà thì tụi em lúc đó tụi em có tiền mà. À. Một lần lấy là lấy sỉ thôi. À. Một lần em lấy là khoảng 10 triệu tới 12 triệu. Cái đấy á, khi nghiện rồi thì lúc nào con người mình cũng ở cái trạng thái lâng lâng à, hay sao? Dạ đúng rồi. Thế khi không dùng nữa thì nó sẽ xảy ra cái gì? Không dùng nữa thì anh ngủ. À. Dạ. Rồi thức dậy thì sao? Tự nhiên mình đi kiếm nó à. Khi mà anh không chơi thì anh sẽ không có kiểm soát được. Nó sẽ làm cho anh giống như là dễ bốc hỏa lắm. À. Những cái chuyện nhỏ nhặt chí xíu thôi là anh cũng không thể nào anh kiểm soát được cái hành động của mình. Ừ. Dạ. Thế những cái hiện tượng như báo đăng là những người nghiện là họ leo lên mấy nhà này, rồi thì chỉ đâm chém người thân này, rồi cởi quần áo đi lung tung ngoài đường. Thật ra là Vĩ đọc là Vĩ hiểu hết hả? Dạ em là hoàn toàn có thể xảy ra như vậy thật à? Dạ có. Cái là không còn kiểm soát được cái thần kinh nữa à? Dạ đúng. Do nên mình không biết là mình đang làm gì hết. À. Dạ. Em có một thời kỳ giống như là em lúc mà em chơi nặng rồi là năm 2010. Ừ. Thì cái lúc đó là em bị giống như là bị đa nghi đó. Ừ. Có nghĩa là ví dụ như cái chuyện của người ta ở đâu xa 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 vậy, người ta ngồi đó nói chuyện gì đó mình đâu có biết đâu. Mà mình cứ nghe trong thoáng thoáng trong lỗ tai của mình đó là họ đang nói mình. À. Đó, những cái sự việc đó là đang nói về mình. Ừ. Thật sự là người ta không có nói gì mình, ta cũng đâu biết mình là ai. À. Bởi vậy cho nên là đôi lúc là mình giống như người ta gọi là mình đa nghi quá. Ừ, rồi mình có thể là mình đâm chém người ta mà người thì đó, mà vô cớ mình không biết là mình đang làm cái gì. À. Mà em đã bị cái trường hợp đó rồi. À. Nhưng mà cái lúc đó có thể là mình em còn có kiểm soát được, còn control được. Ừ. Và cũng may là ba em đã đưa em đi kịp, chứ mấy là cũng có thể xảy ra. Khi mà Vĩ dính rồi đấy, phải nói thế này này, và là mình nói thật nhá, dư luận xã hội thì họ luôn nói thế này, khó cai nghiện ma túy vô cùng. Dạ đúng. Và cai nghiện vậy thôi chứ dễ mắc lại vô cùng. Thì Vĩ nhận xét thế nào về cái câu gọi là cái dư luận đấy? Dạ thì cái thật sự mà nói thì cái ma túy á, ừ, nó sẽ làm cho mình rất là dễ nhớ đó. Thứ nhất là khung cảnh. Ừ. Thứ hai là về bạn bè mình chơi. À. Những cái đó là rất là quan trọng. Ừ. Tại vì anh vô một cái khung cảnh giống như là ví dụ như bây giờ anh vô một cái khách sạn, anh lại nhớ cái cảnh mà mình ngồi mình chơi như thế nào. À. Rồi bạn bè như thế nào. Ừ. Nó sẽ làm giống như là khi mà em trước khi em về tái hòa nhập cộng đồng á, ừ, thì người ta sẽ đi học một khóa gọi là cái tác hại của ma túy và ừ, cách để phòng chống. Thì họ sẽ nói là những cái khung cảnh nó sẽ làm cho mình giống như gọi là trả băng, mình sẽ nhớ lại những cái lúc đó mình chơi như thế nào. Còn những cái người bạn á mà mình đã từng chơi rồi, ngồi chung chơi với nhau hoặc là làm việc với nhau,
mà đã từng dính ma túy với nhau thì tốt nhất là mình nên tránh đi. Cái là có những người họ kể thế này, có những con người cai nghiện 10 năm rồi mà đi về chỉ qua cái ngồi lại với người bạn ra dính lại liền. Dạ đúng. Cái đấy là nghe là đúng không? Dạ. Cái là người ta nói rất là dễ tái nghiện. Có nhiều người họ không tin những người ma túy cai được. Thì Vĩ thấy cái điều đó có bị quá khắc nghiệt không? Hay là Vĩ hoàn toàn thông cảm với họ? Dạ, theo em thấy thì cai nghiện hay không đó là cũng do bản thân của họ trước. Và sau đó là tới xã hội. Tại vì những người mà ngay cả em cũng vậy, khi mà em trở về em nói là em cai nghiện, em cai rồi em sẽ làm lại từ đầu được, những người không họ tin. Không tin được. Dạ, nhưng mà mình phải có cái một cái nghị lực riêng, và mình cũng phải biết là mình đang làm cái gì, và mình có nên trở lại nó hay không. Dạ, nhưng mà ăn thua là những người xung quanh của mình họ có tạo điều kiện cho mình hay không. Bây giờ nhìn em ở ngoại hình như này này, to nó cao khỏe mạnh đẹp trai, thì thật ra không có một cái gì của vẻ người nghiện cả. Cái hình ảnh của người nghiện thì xấu lắm, xấu về hình thức ấy, lẻo khẻo rồi gầy rồi vêo va các thứ, thì em nó có thời kỳ như vậy chưa? Nói chung là em tại được có cái là cái cơ thể của em nó tốt, cho nên khi mà với lại em cũng chơi thể thao thường đó, khi mà em dính vào cái đó là có nghĩa là em cũng bị chứ, có nghĩa là em không có ngủ, thì mặt mày lúc nào cũng phờ phạc, cái nó, người nó giống như không có sức sống anh. Lúc đó thì em chỉ có 68-69 kg, thì người nó mắt thì sâu, quần thâm thì quá trời luôn, có nghĩa là anh nhìn vô cái là cũng mắt thì lúc nào cũng lừ đừ, nó giống như bị dại đó, tại vì mình không có ngủ anh. Vậy thì còn hát hò gì đâu đúng không? Trời ơi, em nói anh đó là dính vô cái đó là tối ngày cứ ngồi với nó, nhiều khi em nhận show xong em bỏ luôn á. Thế cái quá trình cai nghiện ấy nó vất vả không Vĩ? Trong bao nhiêu năm và phải trải qua những cái gì? Em thì được ba em cho đi trong vòng 2 năm. Đi đâu? Đi cai nghiện anh. Ở đâu? Đi cai ở cái 2 năm mà theo diện bắt buộc á. Có nghĩa là bình thường có hai dạng. Một dạng là bắt buộc là do nhà nước đưa đi. Còn một dạng là ký gửi. Có nghĩa là mỗi tháng anh phải đóng tiền. Thì em là bị theo dạng là bắt buộc. Đó. Thì cái tuyến đầu tiên của em là em đi tuốt trên Phú Dân á, nó xa Bình Phước. Xa mà nó nói là buổi sáng là nắng mà bể đầu, mà buổi tối thì nó lạnh buốt xương. Dạ, còn đi lao động thì phải leo gò. Nói chung là cũng cực. Bao nhiêu lâu? Em đi 2 năm. 2 năm? Vâng. 2 năm xa gia đình, xa sân khấu, xa tất cả. Như một nói thẳng luôn này, hơi có vẻ giống tù đúng không? Tù thì nó lúc mà mình còn được cái sự trân trọng của người khác một chút xíu. Còn nói về mà ma túy mình nói thẳng ra là xì ke đi là người ta không coi mình ra gì anh ơi. Dạ, coi như chết bỏ đó. Dạ. Tại vì người ta luôn quan niệm là xì ke là hết xài rồi. Thì trong vòng 2 năm đó thì khi mà em lên thì cũng được vô trong cái đội văn nghệ. Dạ, cho nên là cái về cái phần lao động thì em được giảm nhẹ một chút. Em được làm ở trong chỗ nấu ăn. Nấu ăn cho bạn cho bạn cải nghiện. Thì sáng là 5:30 dậy. Dạ, 5:30 dậy bắt đầu nấu nước sôi. Để mà 6:00 bắt đầu chăm mì cho mấy anh em. Ăn xong rồi đi làm. Còn bữa nào mà có văn nghệ thì em được miễn lao động, được tập cho mấy anh em văn nghệ. Rồi sau đó thì ba em cho em xin về với Thanh Thiếu Niên 2. Là em ở trên kia là 3 tháng. Sau đó bên về Thanh Thiếu Niên 2 em ở thêm 1 năm mấy nữa. Về thì phải mất thêm tới hôm nay nữa là khoảng 4 năm thì em mới trở lại như này được. Thế là bây giờ em tự nhận là mình hoàn toàn dứt á, là được bao lâu rồi? Em về là em bỏ luôn. Chắc chắn chứ. Em về là anh rất là mong như thế và chúc mừng em. Dạ, có cái quá trình mà em hoạt động văn nghệ lại, hoạt động trên nền sân khấu lại, và tất cả các hoạt động của em trong cuộc sống, em rất là vui và rất là vinh dự khi ngày hôm nay được nói chuyện với anh một cách thẳng thắn như vậy. Trong quá trình suốt cái quá trình ở trại ma túy đó, em có gặp nghệ sĩ nào không em? Trời ơi, không dám gặp luôn á. Có nhiều đoàn văn nghệ lên mà phục vụ anh. Trời ơi, chỉ có nhiều khi cứ lén gặp với anh em rồi chào thôi, chứ không có dám mà gặp để mà lên hát với họ đâu. Mắc cỡ cũng chết. Nhưng mà tôi đấy là những cái người lên đấy để biểu diễn. Thế còn những người mà cùng nghệ sĩ mà ở trong trại cai nghiện ấy, có nhiều không em? Cũng có, nhưng mà có nhiều khi là họ ở trên đó xong họ lại về rồi. Dạ, nhưng mà lên thì những người thầy ở trên đó thì sẽ nói cho mình. Ngày xưa anh có một diễn viên điện ảnh cũng đẹp trai, tự nhiên anh lại quên phát mất, cùng cái thế hệ với lại Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh ấy. Thì sau đó là cũng bị nghiện, xong là đi, xong là chết mất rồi. Dạ.
Em cũng nhớ rồi, anh đó cũng ở trên Phú Văn luôn đó. Ừ. Có một thời kỳ đóng toàn những cái vai cũng lớn trong điện ảnh, cũng dạ, đẹp trai rồi. Rồi cũng đã có vợ rồi, thì sau này tưởng là quay nghiện hết, sau cùng bây giờ nghe nói là cũng chết, mà chết mấy năm rồi. Dạ. Thế nên là rất là xót xa. Thật lòng mà nói nhé, anh nói thật, nếu thực sự là em đã từng xảy ra cai nghiện và em đã từng mà em đã cai nghiện được ấy, đó là điều cực kỳ phi thường. Dạ. Được kỳ phi thường. Và nếu mà đã như thế thì em hãy cố gắng, em cố gắng giữ được cái đó. Vì nếu không người ta không biết dùng cái tấm gương gì để nói cho những người cai nghiện cả. Vì rất nhiều người cai nghiện cứ nghĩ rằng là đã mắc vào thì thôi, không có gì, không có cái gì có thể ra được. Thế nên nếu có những tấm gương, những người cai nghiện để cho người ta chỉ ra cho người ta thấy thì đó là điều rất quý, em hãy nhớ cái đấy. Dạ, mà thật sự là mọi thứ là do những người chơi họ suy nghĩ như thế nào đó anh. Chứ thật sự người ta đã chơi rồi mà anh có nói gì nữa họ không nghe. Dạ, do bản thân họ thôi, chứ mình không có đổ thừa cho ai được anh. Giống như em về khi mà xuất phát điểm của em trở lại với lại ngày cái ngành sân khấu này cũng cực kỳ khó khăn. Dạ, chứ không phải là như người ta mà nó bằng phẳng. Em nói anh thí dụ như mình bắt đầu từ con số 0 thì nó dễ. Còn bắt đầu từ hồi trước mình là 10, mình rớt xuống mà nhiều khi còn bị âm nữa. Mình ngồi lên lại con số 0 đã cả một vấn đề rồi. Cho nên là ngày hôm nay thì em được ngồi đây và em được ngồi nói chuyện với anh gì đó, em cảm thấy là cũng rất là tự hào cho bản thân của mình. Em có vợ con chưa? Dạ, hiện tại thì em có vợ mà chưa có con. Cưới là lâu chưa Vi? Dạ thì vợ em cũng ở với em vậy mà chưa cưới. Dạ, nhưng mà sau khi em cai nghiện ấy hả? Dạ không, vợ em là cái người mà đã đi nuôi em trong vòng 2 năm. À thế hả? Vâng. Ồ ok, thì cô ấy không có, có dính đến showbiz nhà mình không? Dạ cũng hát rất là hay. À thế dạ, à? Cũng rất là đẹp. Nhưng mà em không cho đi. Thì sẽ ác đấy, thôi đừng. Dạ vợ em thì được có một cái là ví dụ như muốn thích làm gì là làm. Nhưng mà có một cái là cái nghiệp không phải là có bên ngành của em á. Ừ. Cho nên là đi cho vui thôi. Rồi cũng học DJ, em cũng cho học. Ừ. Rồi cũng kinh doanh. Ừ. Dạ thì em lại thích là vợ em ở nhà kinh doanh thôi. Khi mà biết em gọi là cai nghiện được thì ba em có mừng không? Em có sang Mỹ thăm ông bao giờ chưa? Dạ hiện tại thì giấy tờ của em thì chắc trong năm nay thì em cũng sẽ định cư ở Mỹ. Bên ấy họ đối xử với những người buôn bán ma túy rất là khắc nghiệt. Bên kia thì chớ có mà còn chớ có dính vào nữa nhá. Trời ơi, thôi em sợ muốn chết. Một lần rồi tỏn đã già rồi anh Hoàng ơi, không dám nữa đâu. Như vậy là em đã trải qua đến 3-4 năm đúng không? Vì cái đấy mà phí mà thật ra trong cuộc đời của mình 3-4 năm lớn lắm đấy Vi. Nhất là 3-4 năm của tuổi thanh xuân đó. Anh biết không là khi mà vào trong đấy 2 năm mình có thời gian mình suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Ừ. Mình tại sao mình đang hát, mình phục vụ cho bà con. Ừ. Mình đứng ở trên biết bao nhiêu người để ánh đèn sân khấu để mình hát phục vụ, mà bây giờ mình phải ngồi đây. Ừ. Đó là cái động lực cho em để mình quay trở lại. Thật sự anh biết không là khi mà về á, là nhiều khi em muốn bỏ nghề luôn á. Ừ. Tại sao mình không còn cái gì để mà bắt đầu nữa hết. Anh biết trong cái showbiz bây giờ thì càng ngày thì giới trẻ nó càng tiến lên. Đúng rồi. Thì trong vòng khoảng một tháng mà anh không ra cái chương trình là thôi. Nhiều khi quên mình luôn. Ừ. Và bây giờ em quay trở lại, anh biết bây giờ những cái fan của mình bây giờ trời ơi giả hết trơn rồi. Có nhiều người lắm. Biết giống bữa em ra Phú Quốc. Ừ. Em thì diễn nói một tay thì bế nít vậy nè, còn một tay thì một đứa nữa. Ừ. Anh dĩ hát cho em nghe bài gì mà chọn sang đường đi, anh dĩ mà quay lại trời, ủa sao hai sao giờ fan của mình đây trời. Ừ. Nó, giờ fan của anh giờ toàn là có vợ có chồng có con hết trơn rồi. Ừ. Cho nên là bây giờ mình cũng phải biết là cái nhạc của mình nó phải đi theo cái thị trường nó như thế nào. Ừ. Mà tìm lại một cái con đường nó cả một vấn đề nè. Ừ. Dạ nó chua lắm. Nhưng mà nó vẫn còn, dù nó chua đến mấy ấy, thì nó vẫn còn tê đèo có triệu lần cái chuyện là còn ở trong trại. Yeah. Hay là còn nghiện, đúng không? Yeah. Con đường của một người nghiện thì có thể nói là vô cùng tệ hại. Ngay cả bây giờ em gặp những người bạn của em và những người em đang chơi đi nữa thì em biết được cái tác hại của nó như thế nào. Ừ. Và em cũng có khuyên, em cũng có nói. Nhưng mà mình nói là một lẽ, nhưng mà nói nhiều quá đâm ra người ta ghét. À. Cho nên thôi mình nói một lần hai lần thôi, còn được hay không là do người ta. Thì mình cũng hiểu được cái nó không bao giờ mà nó cho mình dính liền hết á. Ừ. Nó cho mình một cái thời gian, có nghĩa là ngày hôm nay anh chơi anh chút, qua ngày hôm sau anh chơi anh chút. Ừ. Và cái mà nó đưa anh đi tới cái mà nghiện ngập á, đó là cái môi trường. Ừ. Có nghĩa là ngày nào anh thích, ngày nào anh cũng thích nghe nhạc, rồi anh thích cái không khí. Ừ. Đấy, nó sẽ làm cho anh mau dính lại. Nó là như vậy. Chúc mừng em là
anh làm chương trình truyền hình cũng nhiều, phỏng vấn cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên mà có một cái chương trình nói về một cái vấn đề mà nó vừa gay góc mà em cũng rất là sao nhỉ, em cũng rất là thật lòng, rất là thẳng thắn để nói ra. Phần lớn người nghệ sĩ chúng ta thì em biết rồi đấy, nói cái đẹp thì dễ, nói cái xấu thì khó, nói cái xấu của mình thì còn khó vô cùng. Chả ai muốn nói, người ta đều tránh né cả. Cho nên là nếu em không tự nói thì chương trình không hề dám mời. Không ai lôi em lên đây để mà tra khảo cả, đúng không? Thực sự nó cũng là một cái quá khứ, nhưng mà có một cái là cái thời gian của em chơi nó quá nhiều đi, mà em mất mát quá nhiều, mà mất mát nhiều nhất đó là mất một người mẹ của em, và mất đi cái lòng tin của ba em cũng rất là lớn. Để mà em lấy lại cái lòng tin của ba em là cả một vấn đề. Tiền thì anh có thể anh lấy lại rất là nhanh, nhưng mà cái lòng tin của con người thì nó rất là lâu. Thì trong khoảng thời gian đó thì ba em cũng đã xem xét em rất là nhiều. Và tới ngày hôm nay thì em vẫn có thể nói là mình tự hào về cái bản thân của mình. Vĩ, tất cả những lời em nói vừa rồi thì là cái nghị lực của em rất là mạnh. Nhưng mà trong một cái con người nghiện ma túy á, để cai nghiện thì nó có ba vấn đề: bản thân mình, gia đình và xã hội. Thì thôi, bản thân em đã nói rồi, xã hội thì anh cũng đã biết, còn gia đình thì như sao? Thưa anh thì gia đình là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Gia đình là luôn luôn theo sát họ. Ngay cả em cũng vậy, bản thân của em thì gia đình thì luôn luôn cũng phải theo sát em. Và em cũng hy vọng rằng tất cả mọi gia đình khi mà có con em mà đã vướng vào thì một là nói nhỏ nhẹ trước. Nếu không được thì gia đình phải cứng rắn hơn. Có nghĩa là gia đình phải trực tiếp đưa đi ngay để mà có thể cai nghiện cho càng sớm càng tốt. Tại vì đối với vấn đề mà ma túy thì anh dứt được ngày nào thì hay ngày đó. Cho nên là mình sẽ tìm những cái gì đó nhanh nhất và hiệu quả nhất. Mà chính là cái gia đình là luôn luôn là một cái trong những cái nguồn động lực cho họ. Và gia đình luôn luôn phải là cố gắng thông cảm họ càng nhiều càng tốt. Thông cảm là khác nha, nhưng mà chiều chuộng là khác nha. Anh thông cảm nhưng mà anh cũng phải có một cái gì đó gọi là sắt đá một tí xíu. Và theo em thì cái yếu tố gia đình nó rất là quan trọng. Trong một quá trình mà Trịnh Thú Vĩ vươn lên như thế thì rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ, cũng giống như là chia sẻ những cái khoảng khó khăn vừa qua của Trịnh Thú Vĩ. Còn về những lời khuyên của em với những người kia thì em không dám khuyên đâu. Tại vì cuộc sống là do họ chọn, và tất cả những cái bước đường họ đi như thế nào đó là do chính bản thân mình, chứ không một cái lời khuyên nào mà có thể nói lên được tất cả. Gọi là em khiêm tốn như thế thì cũng hay, nhưng anh cũng phải nói thế này đấy. Riêng cái tấm gương của em, nếu thực sự em đã là người đã mắc như vậy và đã cai nghiện được, đã từ bỏ được một cách thực, thì đấy đúng là một cái lời khuyên rất là tốt rồi. Bởi vì những cái người cai nghiện, những cái người bị nghiện đó, họ cần một cái tấm gương mà nó gọi là nó sống động, nó thực tế, chứ không phải những cái lời động viên hoặc những lời hô hào mà họ không kiểm chứng được. Đặc biệt là chúng ta, những người nghệ sĩ chúng ta phải có một cái trách nhiệm với xã hội, đúng không? Nói câu ấy không phải là cái câu mà có tính sáo rỗng đâu, nó là thật đấy. Thưa các bạn, chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Chúng tôi rất là mong rằng khi mà xem chương trình này, các bạn có một chút suy nghĩ và một chút hiểu biết, cũng như là có một chút niềm tin với những con người nếu chẳng may mắc vào ma túy. Nếu như là họ có nghị lực và họ có một cái dư luận ủng hộ và gia đình thương yêu thì họ vẫn có khả năng vượt qua. Cảm ơn tất cả các khán giả đã luôn luôn ủng hộ cho Trịnh Thú Vĩ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình thứ 7 tuần sau.